Vòng loại Euro 2024 khởi tranh hôm nay, 53 đội châu Âu tranh 23 suất dự vòng chung kết Euro 2024 với trận cầu tâm điểm Italy-Anh ở lượt đầu vòng loại tối nay. 8 trận ở bảng C, H và G của vòng loại sẽ bắt đầu hôm nay với những đội mạnh như Anh, Italy hay Bồ Đào Nha. Anh và Italy tái hiện chung kết Euro 2021 khi hai đội gặp nhau trên sân Diego Armando Maradona tại thành phố Napoli ở bảng C. Cùng thời điểm, Bắc Macedonia tiếp Malta ở trận còn lại bảng này. Anh và Italy là hai ứng viên sáng giá đi tiếp ở bảng C, tuy nhiên Ukraine và Bắc Macedonia cũng có thể gây bất ngờ. Chính Bắc Macedonia từng loại Italy ở vòng vớt World Cup 2022, khiến thầy trò Roberto Mancini lỡ hẹn World Cup. Dù vậy, họ không còn tiền đạo Goran Pandev do Anh đã giải nghệ. Anh quyết tâm thắng trận ra quân để tránh rơi vào thế khó. Đồng thời phá dấp 62 năm không thắng ở Italy. Chủ nhà vẫn có nhiều hơn một cửa đi tiếp do đã vào vòng chung kết UEFA Nations League. Nếu không đứng trong hai vị trí đầu bảng C, Italy vẫn sẽ dự vòng vớt để chọn ra ba suất cuối dự vòng chung kết Euro. Hai lần gần nhất Anh và Italy gặp nhau chính là ở vòng bảng Nations League. Thầy trò Mancini hòa 0-0 ở Anh rồi thắng 1-0 trên sân San Siro. Do đứng cuối bảng, thầy trò Gareth Southgate phải xuống hạng B Nations League. Anh chỉ có một cầu thủ chưa từng khoác áo đội tuyển là Ivan Toney khi tiền đạo Brentford được triệu tập dù dính nghi án cá độ bóng đá. Anh nhiều khả năng chỉ dự bị cho thủ quân Harry Kane, cầu thủ sẽ phá kỷ lục ghi bàn cho tuyển Anh nếu chọc thủng lưới Italy. Tại bảng G, cựu vương Bồ Đào Nha cũng ra quân gặp đội đang đứng thứ 198 thế giới Liechtenstein tại Lisbon. Liechtenstein là quốc gia nhỏ thứ 6 thế giới nhưng từng cầm hòa Bồ Đào Nha 2-2 tại vòng loại World Cup 2006. Nhưng Cristiano Ronaldo và đồng đội vẫn được kỳ vọng thắng 7-0 ở trận đầu theo dự đoán của Sportsbowl. Trước trận, thủ môn đội khách Justin Ospel còn nói rằng anh và đồng đội sẽ cạnh tranh để giành được áo đấu của Ronaldo khi mãn cuộc. Để xem ai trong số chúng tôi sẽ thắng cuộc thi này. Thủ môn Liechtenstein nói, trong họp báo trước trận, huấn luyện viên Roberto Martinez thông báo Ronaldo, thủ môn Rui Patricio và tiền vệ Bernardo Silva sẽ là thành viên ban cán sự đội bóng dựa trên thâm niên và kinh nghiệm. Ronaldo cũng là đội trưởng Bồ Đào Nha ở vòng bảng World Cup 2022 nhưng phải dự bị trong hai trận vòng loại trực tiếp. Khi đó, đội phó Pepe thay anh đeo băng đội trưởng nhưng lần này trung vệ 40 tuổi chấn thương và phải rút lui. Ronaldo sẽ độc chiếm kỷ lục chơi 197 trận cho một đội tuyển quốc gia nếu ra sân gặp Liechtenstein. Anh đang cùng giữ kỷ lục này với tiền đạo Bader An Mutawa Coet. Mutawa cũng vẫn còn cơ hội cải thiện thành tích khi anh đang tập trung cùng Coet chuẩn bị đá giao hữu hai trận. Ở hai trận còn lại tại bảng G, Bosnia, bảng H cũng khởi tranh tối nay với trận đấu giữa hai đội được đánh giá cao nhất Đan Mạch và Phần Lan tại Copenhagen. Bắc Ireland làm khách ở San Marino, còn Kazakhstan tiếp Slovenia ở Astana. Vòng loại Euro diễn ra từ 23 tháng 3 năm 2023 đến 26 tháng 3 năm 2024, gồm 53 đội bóng chia vào 10 bảng, 7 bảng 5 đội và 3 bảng 6 đội. Các đội đấu vòng tròn hai lượt trong bảng, chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng chung kết cùng chủ nhà Đức. Ba suất còn lại được chọn dựa trên vòng vớt giữa các đội thể hiện tốt ở UEFA Nations League năm 2022 đến năm 2023. Vòng chung kết sẽ gồm 24 đội thi đấu từ 14 tháng 6 đến 14 tháng 7 năm 2024. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.